cách trồng cây hoa hồng từ hạt. Còn mấy video của các ông mà cắm cái quả xuống nó ra rễ, các ông ấy dẹp mẹ đi. Mấy video ấy toàn câu view thôi, không có đâu. Các bạn nhớ xem hết video này của mình nhá. Đây là cái quả của cây hoa hồng các bạn nhá. Khi mà quả chín đỏ như thế này là mình có thể vặt vào và ươm rồi nhá. Các bạn phải tách hạt khỏi cái vỏ này nhá. Một hạt được khoảng 3 đến 4 cái hạt ở bên trong. Nhìn cái chùm quả chín rất là ngon. Đây là một quả ra được khoảng 5 đến 6 hạt các bạn ạ. Sau đó các bạn cho vào một cái túi zip và trộn thêm một ít cát ướt hoặc là đá perlite nhá. Nhớ là đá và cát perlite phải có một độ ẩm vừa đủ nhá. Sau đó các bạn để vào tủ lạnh, nhớ là để tủ mát, không được để tủ đá là cây nó sẽ không mọc được. Sau đó các bạn cứ lãng quên nó đi nhá. Cứ khoảng 2 tháng thì bắt đầu bỏ ra kiểm tra cho mình nhá. Do là lâu quá nên mình cũng quên luôn, bây giờ là hơn 3 tháng nó nảy mầm rất là dài rồi. Chuẩn bị đất với chấu rồi để mầm đó lên, rải một lớp đất mỏng ở phía trên rồi tưới đủ ẩm là cây nó sẽ phát triển lên nhá. Sau khi trồng 2 tuần thì cây mọc lên như thế này các bạn nhá. Cây hoa hồng trồng từ hạt như thế này nó rất là lâu, nhưng mục đích gieo hạt ở đây mình có thể lai tạo ra nhiều giống hoa có màu sắc khác nhau. Những giống hoa hồng mới sẽ có giá trị cao hơn. Các bạn cứ làm đúng như video mình hướng dẫn là sẽ thành công. Còn muốn mình giải thích kỹ hơn ấy thì lên cái này nhá.